Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta đến với đấu phá thương khung phần 6 tập 11. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên ấn like, chia sẻ, ủng hộ chúng tôi nhé. Đột nhiên, Hà Tân Nham đến đỡ đỏ nói, đám thanh niên bây giờ thật không biết kính lão đắc thọ. Tiểu Y Tiên nói, một con rùa rụt cổ không đáng để tôn kính. Ít nói sằng bậy thôi, lên đi, rồi xuất lực đánh về phía Hà Tân Nham. Hà Tân Nham đỡ đỏ nói, được, hôm nay lão phu sẽ xóa bỏ cái tên độc tông ra khỏi Xuân Vân. Tự nhiên bắt đầu xuất lực đánh và nói, đánh nhau là cái ta đầy thích nhất. Người độc tông lao đến, đám Ngô Nhai nói, phản đồ đang ở đó, phải báo thù cho những đồng môn trên bàn uống. Ngô Nhai nói, tiểu bối còn con tự tìm đường chết rồi, bổn trưởng lão là đấu hoàng. Tiểu Viêm đến nói, các ngươi mau tránh ra, phản đồ cứ giao cho ta, kẻ dám ra tay với bằng hữu của ta ắt phải chết. Rồi xuất ra Bát Cực Băng đánh về phía đám Ngô Nhai. Tiểu Viêm nói tiếp, trưởng lão Ngô Nhai né không tồi, nhưng lần này đến lượt người rồi. Ngô Nhai dồn lực hóa điền rồi nói, nếu đã không cho ta còn đường sống, vậy thì cùng chết đi. Rồi xuất lực tạo ra một con rết đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xuất ra Phật Nộ Hỏa Liên đánh Ngô Nhai, khiến Ngô Nhai bị trọng thương và rơi xuống. Các trưởng lão khác nói, cường giả đấu hoàng đỉnh phong, sao chỉ trong nháy mắt đã? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tiêu Viêm lấy đan dược ra uống nói, thiên hỏa tam huyền biến quá tốn đấu khí. Nếu không tiến dài đấu hoàng, một đòn này thôi cũng khiến ta kiệt lực. Thấy Ngô Nhai chưa chết, Tiểu Viêm nói, vẫn chưa chết sao, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Rồi xuất lực đánh về phía Ngô Nhai định kết liễu hắn. Lúc này môn chủ Vạn Hạt Môn, Hà Sơn đến đỡ rồi nói với Ngô Nhai, phế vật, không xứng để tồn tại, chỉ đáng làm thức ăn cho thánh hạt thôi. Rồi ném Ngô Nhai lên cho một con ma thú bọ cạp làm thức ăn. Tiểu Viêm nói, ma thú lục giai, tứ dực thiên ma hạt, Vạn Hạt Môn còn có loại ma thú này sao? Hà Sơn nói với ma thú, hãy đi đi, hãy nhiệt tình đánh chén đi. Ma thú tiến đến ăn dần binh lính. Tiêu Viêm đến ngăn cản ma thú thì bị Hà Sơn chặn lại nói, đừng hòng quấy rầy thánh hạt dùng bữa, đầu của ngươi là bổn môn chủ. Tiểu Viêm nói, cái đó thánh hạt của nhà ông hình như không tiêu hóa được. Tử Nghiên nói, không được phép chạy, lại đây chơi với ta. Rồi Tử Nghiên đánh và trêu đùa với thánh hạt. Tử Nghiên ngồi trên lưng thánh hạt nói, không động đậy nữa sao? Rồi nhìn Hà Sơn nói, vẫn còn sao, lại đến thêm một con nữa rồi. Hà Sơn tức giận nói, thánh hạt của ta, nha đầu thối, ta sẽ không tha cho người đâu. Tiêu Viêm đến nói, đối thủ của ông hình như là ta thì phải. Rồi vung huyền trọng xích đánh về phía Hà Sơn. Hà Sơn đỡ đỏ nói, tiểu tử đừng hống hách, hãy nếm mùi vị độc dược của bốn môn chủ đây. Rồi phun từ miệng ra độc khí lao đến Tiêu Viêm. Nhưng thấy lạ vì Tiêu Viêm không né tránh. Tiêu Viêm xuất ra Bát Cực Băng đánh thẳng vào người Hà Sơn rồi nói, độc của ông so với độc của Tiểu Y Tiên còn kém xa. Đám binh sĩ hô hào, Vạn Hà Sơn đã chết, Vạn Hạt Môn át bại. Hà Tất Nham nói, Hà Sơn chết rồi sao, ngay cả tứ dực thiên ma hạt cũng. Tiểu Y Tiên nói, Hà Tất Nham, qua hôm nay Vạn Hạt Môn của ông sẽ không còn tồn tại. Hà Tất Nham nói, Thiết Hộ Pháp, ngươi vẫn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hộ Pháp Hồn Điện cười nói, thật nhiều linh hồn tuyệt vời. Rồi hắn xuất ra dây xích bắt hết những linh hồn vào nói, linh hồn của cường giả ta muốn có nhiều hơn nữa. Tiểu Y Tiên nói, Hồn Điện Thiết Hộ Pháp, lâu lắm không gặp, cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi. Thiết Hộ Pháp nói, đừng trách ta ra tay vô tình, có trách thì trách ngươi không nghe lời. Tiểu Y Tiên xuất lực đánh về phía Thiết Hộ Pháp. Hà Tân Nham đỡ đòn nói, Thiên Độc Nữ, chúng ta vẫn chưa phân thắng thua đâu. Thiết Hộ Pháp vùng ra những dây xích để bắt thêm linh hồn. Tiêu Viêm đến đỡ nói, đối thủ của ngươi là ta. Thiết Hộ Pháp nói, một tên thất tinh đấu hoàng còn con cũng dám thách thức đấu tông ư? Rồi xuất lực đánh bay huyền trọng xích của Tiêu Viêm. Hắn nói, yếu quá rồi, trở thành chất dinh dưỡng của Hồn Điện đi. Rồi đánh về phía Tiêu Viêm. Lúc này Thải Lân xuất lực đánh hắn bị thương. Thiết Hộ Pháp nói, đấu tông, ngươi là kẻ nào? Thải Lân nói, là một vị khách quý khác mà tông chủ mời đến. Tốt quá rồi, chúng ta có hai vị đấu tông. Tiêu Viêm nói, hãy nhân cơ hội này đánh tan Vạn Hạt Môn, xông lên cho ta. Tử Nghiên nói, ta cũng không thể thua. Rồi xuất ra Lưu Tinh Trùy khổng lồ đánh về phía binh lính Vạn Hạt Môn. Hà Tân Nham nói, Thiên Độc Nữ đáng ghét, xem ra ngươi sớm đã có dự tính trước. Tiểu Y Tiên nói, bình thường thôi, để xem ai cao tay hơn. Hà Tất Nham nói, đừng sớm đắc ý, vẫn còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Rồi xuất lực đến đánh Tiểu Y Tiên. Thấy Tiểu Y Tiên né dễ dàng và đánh mình dính độc, hắn nói tiếp, không hổ là Thiên Độc Nữ, quả nhiên toàn thân đều là độc. Đáng tiếc chiêu trò này chẳng là gì trong mắt lão phu, đến đây lĩnh hội thực lực của ta đi. Rồi xuất lực hóa thành huyết hạt ma hoàng nói, bao nhiêu năm lão phu bế quan khổ luyện là vì luyện hóa huyết mạch ma hoàng để tiếp cận với đấu tông. Giờ đây huyết hồn quyết của ta đã được tu luyện xong, ngươi chính là người đầu tiên bị huyết tế. Rồi đến đánh cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên xuất lực nhưng đã bị đánh trọng thương ở tay. Hà Tất Nham nói,
Bây giờ dù là ngũ tinh đấu tông đỉnh phong cũng có thể chiến được. Thiên độc nữ, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tiêu Y Tiên nói, nằm mơ đi, kẻ ép ta phải khổ sở giải phóng độc thể, ngươi đã chuẩn bị để chết chưa? Rồi xuất ra thiên độc lao giới, độc khí bao trùm hạt tân nham. Hắn nói, độc khí đáng sợ quá, không gian sau khi bị phong tỏa, năng lượng thiên địa trong đó vốn không có giới hạn, bây giờ đều đã bị ô nhiễm hết rồi. Như vậy, một khi không cách nào bổ sung đấu khí trong trận đấu, lại còn bị tiêu hao sức lực để tránh độc. Nhưng độc thể cũng là con dao hai lưỡi, mỗi lần giải phóng thì càng đến gần chỗ chết. Lão Phu xem ngươi có thể gắng gượng được đến lúc nào, để ta xem ngươi làm được gì. Rút xuất ra khí lực bao quanh cơ thể để phòng hộ. Thải Lân đâm kiếm vào ngực Thiên Hộ Pháo nói, hồn điện cũng chỉ như vậy thôi à. Thiên Hộ Pháo nói, ta không thể thua, rồi bắt hết những linh hồn xung quanh. Tiêu Viêm nói, Thải Lân đừng để hắn nuốt mất linh hồn. Thải Lân nói, ít ra lệnh cho ta đi, ta muốn xem hắn còn chiêu bài gì, rồi lao đến đánh Thiên Hộ Pháp. Thiên Hộ Pháp tức giận nói, dám bức ta rơi vào cảnh như vậy sao? Hỡi những linh hồn mà ta vất vả thu lượm, hãy cho ta sức mạnh, rồi lao đến. Thải Lân nói, ta muốn linh hồn của ngươi. Xuất ra một sợi xích uy lực khổng lồ đánh Thải Lân. Thải Lân né tránh nói, rất tốt, như vậy mới xứng làm đối thủ của ta. Thiên Hộ Pháp nói, vì sự ngông cuồng của mình, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hàng nghìn linh hồn lao đến tấn công Thải Lân. Thải Lân nói, giả thân giả quỷ, rồi đánh thẳng vào người Thiên Hộ Pháp. Thiên Hộ Pháp nói, đến đây đi, để linh hồn đấu tông của ngươi trở thành một phần của ta đi. Rất nhiều dây xích tấn công về phía sau Thải Lân. Tiêu Viêm thấy vậy xuất ra đế ấn quyết phiền hải ấn đánh về phía hồn điện để ngăn cản, làm hại đến Thải Lân. Thiên Hộ Pháp đỡ đòn nhưng cũng bị trọng thương nói, phiền hải ấn này mặc dù nguy hiểm nhưng tiểu tử ngươi cũng chỉ là một đấu hoàng mà thôi. Nhưng trên đấu khí đại lục có thể khiến hồn điện kiêng nể ngoại trừ đan tháp ra thì chỉ có một cổ tộc thần bí. Chuyện ngày hôm nay đã vượt qua dự đoán, trước tiên phải quay về báo cáo đã, rồi rời đi. Lúc này Thải Lân xuất ra một con mãng xà khổng lồ bắt Thiên Hộ Pháp lại nói, muốn chạy? Đừng hòng, tạp chủng, ngươi quên mất sự tồn tại của bổn vương rồi sao? Chuyện vừa rồi bổn vương sẽ trả lại gấp trăm vạn lần. Tử Nghiên nói, hay quá đi, ta cũng muốn chơi. Tiêu Viêm nói, cái này quá hung tàn, tiểu Tử Nghiên không được học. Thải Lân nói, ngươi nói ai hung tàn? Tiêu Viêm đáp, ý ta nói chính là kẻ của hồn điện truyền nuốt linh hồn kia, thật sự quá hung tàn, như bị điên vậy. Thái Lân chỉ vào Thiên Hộ Pháp nói, được, ta cũng chán, chẳng buồn cãi nhau với ngươi, cái này ngươi định xử lý thế nào? Thiên Hộ Pháp nói, hồn điện sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tiêu Viêm nói, vừa hay ta đây cũng không muốn tha cho hồn điện, đám cẩu của hồn điện đều là linh hồn thể, và linh hồn thể lại sợ nhất dị hỏa. Vừa hay dị hỏa thì ta đây không thiếu, rồi cho linh hồn Thiên Hộ Pháp và bình đan dược phong ấn lại. Tiêu Viêm nói tiếp, trước tiên cứ ngồi yên ở đó đợi đi, xong chuyện sẽ bàn với ngươi về hồn điện sau. Trở lại với cuộc chiến của Tiểu Y Tiên và Hạt Tất Nham, binh sĩ nói, thiên độc lao giới mở ra rồi sao? Bên tông chủ đã phân được thắng bại rồi. Cẩn thận, đừng để dính độc vụ bị hút trở lại rồi, người thắng là ai? Tiểu Y Tiên nói, Hạt Tất Nham, ngươi thua rồi. Hạt Tất Nham trọng thương thảm bại nói, không, ta vẫn chưa thua, cho dù phải chết, ta cũng sẽ không chết một mình đâu. Thiên độc nữ, hãy chết cùng ta, rồi dồn hết khí độc trong người đánh về phía Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm đến đỡ nói, ta sẽ không để muội chết đâu, rồi trọng thương rơi xuống đất. Mọi người chạy đến chỗ Tiêu Viêm, trên người Tiêu Viêm xuất hiện một con bọ cạp đang lan tỏa dần. Tử Nghiên hỏi, cái gì vậy? Tiểu Y Tiên nói, ma độc ban ngưng tụ lại từ độc khí toàn thân của Hạt Tất Nham. Tử Nghiên nói, chẳng phải cô tinh thông độc thuật sao, mau cứu Tiêu Viêm ca ca đi. Hạt Tất Nham nói, vô dụng thôi, thiên độc nữ không giải được độc của lão phu đâu, tên nhãi này chết chắc rồi, độc ban đó sẽ không ngừng tỏa độc. Khi nó xâm nhập hết vào cơ thể thì mạch của kẻ trúng độc sẽ thối rữa, 3 ngày sau sẽ chết trong đau khổ tột cùng. Thải Lân tức giận túm cổ Hạt Tất Nham nói, mau giao thuốc giải ra đây. Hạt Tất Nham nói, không có thuốc giải. Thải Lân đánh đứt một cánh tay của Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham nói, đánh đi, giết đi, các ngươi càng ra tay độc ác thì càng chứng tỏ tên nhóc này càng quan trọng với các ngươi, khi hắn dãy giụa trước cái chết, các ngươi sẽ càng đau lòng tuyệt vọng. Thải Lân nói, giải độc, nếu không ta sẽ giết sạch vạn hạt môn. Hạt Tất Nham nói, dù sao ta cũng chết, kẻ chết cũng càng nhiều càng tốt, các người đừng hòng, trừ phi có đấu tôn ra tay, nếu không thì chẳng ai giải độc được. Thải Lân giết chết Hạt Tất Nham rồi nói, kẻ nào tiếp theo? Đám hạt vạn môn quỳ nói, tha mạng, chúng tôi xin đầu hàng, xin tông chủ tha mạng. Tiểu Y Tiên nói, đừng lo đám sâu kiến đó lãng phí thời gian. Thải Lân nói, thiên độc nữ, người có tim không vậy, là ai khiến hắn ra nông nỗi này? Tiểu Y Tiên nói, hắn sẽ không sao đâu, mặc dù ta không giải được độc, nhưng có cách để kéo dài thời gian. Tử Nghiên nói, thật sao, như vậy thì chúng ta sẽ có thời gian đi tìm đấu tôn để giải độc. Tiểu Y Tiên bế Tiêu Viêm nói,
Ta sẽ không để huynh chết đâu, bất luận phải trả giá như thế nào.